Bộ phim bắt đầu bằng cảnh nhiều thanh niên tụ tập ăn chơi trên bãi biển. Mọi người trong tâm trạng phấn khích đã uống say hết cỡ. Trong cơn say, Vasi và Gilbert đã tìm thấy một vật có hình dạng giống như một viên thịt khổng lồ. Tuy nhiên, chả ai quan tâm đến nó và tiếp tục cuộc vui cho đến khi ngủ quên trên bãi biển. Sáng hôm sau, Kelly thức dậy trên lán của nhân viên cứu hộ và phát hiện bạn trai Jonas đang ngủ cạnh một cô gái khác trên xe. Điều này khiến Kelly tổn thương và định bỏ đi. Tuy nhiên, khi chuẩn bị rời đi, cô ấy phát hiện ra có gì đó bất thường ở đây. Rõ ràng, đêm qua có rất nhiều người ngủ ở trên bãi cát này, nhưng giờ lại không thấy một ai. Lúc này, một chú chim biển đang kiếm ăn trên cát bỗng nhiên không di chuyển được, rồi từ từ bị một thứ gì đó kéo xuống bên dưới. Kelly liền cảnh báo Maxa rằng đừng bước xuống cát, nhưng Maxa phớt lờ cảnh báo của Kelly. Ngay khi vừa bước xuống, chân cô ta đã bị giữ chặt. Trong cơn hoảng loạn, Maxa hét lên cầu cứu những người xung quanh. Vasi bỏ qua lời can ngăn của mọi người, nhảy ra khỏi xe để cứu Maxa. Nhưng chỉ vừa bước được vài bước, bãi cát đã giữ chặt lấy chân của Vasi, khiến anh ta ngã ngay xuống đất. Bãi cát dần dần nuốt chửng cả anh ta và Maxa. Mọi người nghĩ đủ cách để cứu bạn của mình, nhưng cát lún quá nhanh, những người còn lại vô cùng hoảng sợ. Đêm trước đó, bọn họ đã gom điện thoại và đồ để trong cốp xe, vì thế họ không thể gọi điện cầu cứu được. Jonas muốn khởi động và lái chiếc xe đi chỗ khác, nhưng bình ắc quy đã cạn kiệt vào đêm qua. Mick, người đang trên lán cứu hộ, khuyên mọi người đừng nên chạm vào cát. Kelly muốn tìm hiểu xem có thứ gì đó ở dưới cát, nên từ từ đưa tay xuống. Ngay lập tức, những xúc tu nhìn như những sợi lông trồi lên lơ lửng, cố gắng bám vào tay cô ấy. Anh chàng béo Gilbert vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ, hiện ra mình đã mắc kẹt trong thùng phi sau cuộc vui tối qua. Anh ta cố gắng thoát ra, liền bị mọi người cảnh báo về mối nguy hiểm cũng như thông báo rằng Maxa và Vasi đã bị một thứ gì đó dưới lớp cát để giết chết. Gilbert vì thế đành phải ở trong chiếc thùng phi và đợi người cứu. Sau khi bình tĩnh lại, cả nhóm bắt đầu phân tích sự việc đã xảy ra. Họ cũng cho rằng những ai ngủ dưới cát đêm qua đều đã bị ăn thịt. Ngoài ra, vật có hình dạng viên thịt đã bị vỡ ra vào đêm qua. Họ liền đoán rằng nó có thể là một quả trứng, còn quái vật đã nở ra và chui xuống cát. Kelly lúc này tìm được một ít xúc xích trong lán và ném nó đi. Mọi người không hiểu lý do và cho rằng Kelly đang lãng phí đồ ăn. Tuy nhiên, họ phát hiện ra rằng một vài cái xúc xích không bị quái vật dưới cát nuốt chửng. Nó chỉ hoạt động ở một số khu vực nhất định. Chỉ cần mọi người chạy sang phía bên kia, họ có thể trốn thoát thành công. Jonas vì thế đã bắt đầu di chuyển. Anh ta sử dụng hai tấm ván lướt sóng rồi xếp thành đường đi. Sao không cho chạm vào cát? Ngay khi sắp tới được chiếc bàn ăn ở ngoài trời, Jonas đã bị trượt chân. Khoảng cách giữa chiếc bàn và bàn ăn quá lớn khiến Jonas gần như tiếp xúc với mặt cát. Con quái vật bắt đầu vươn xúc tu lên bám vào cơ thể của Jonas. May mắn thay, Jonas đã dùng hết sức lực leo được lên bàn ăn một cách đầy khó khăn. Mọi người cũng vì thế mà bớt căng thẳng. Tuy nhiên, bụng của Jonas đã bị những chiếc xúc tu bám vào khiến anh ta vô cùng đau đớn. Trong lúc đang lục lọi ba lô trên bàn ăn, Jonas tình cờ phát hiện ra quái vật dưới cát sẽ không xuất hiện ở đống tro tàn của đống lửa đêm qua. Nhưng vết thương của Jonas bắt đầu dì mù. Kelly nhìn thấy điều này liền khuyên Jonas quay trở lại bàn ăn cũng như ném đồ uống cho mọi người. Tuy nhiên, do cử động quá nhiều, vết thương của Jonas ngày càng nghiêm trọng. Kelly bảo anh ta nằm xuống mặt bàn để giữ sức. Quái vật dưới cát cũng bắt đầu di chuyển những chiếc ván trượt ra xa. Bánh xe ô tô cũng bị nó xuyên thủng. Ronnie liền quyết định mạo hiểm thân mình để mở cốp xe, hòng lấy những chiếc điện thoại ra. Khi đang đứng ở càng sau của chiếc xe, vì không gian quá chật hẹp nên Ronnie không mở được cốp. Kelly vì thế đã dùng một chiếc vợt để giúp Ronnie, nhờ thế mà đã mở được cốp xe ra. Lúc này, một nhân viên tuần tra bãi biển bất ngờ xuất hiện và bóp còi, khiến Ronnie giật mình và mắc kẹt ngón tay lại. Bọn họ liền hét toáng lên, cảnh báo với nhân viên tuần tra này rằng có một con quái vật ở dưới lớp cát. Nhưng anh ta phớt lờ và cho rằng họ đang phê thuốc, sau đó bước ra khỏi xe để kiểm tra. Tuy nhiên, mọi người đều kinh ngạc khi thấy anh ta không hề hấn gì. Hóa ra, nhờ đôi giày, viên tuần tra này đã không tiếp xúc trực tiếp với cát, tránh được sự tấn công của quái vật. Vì không tin những điều đám thanh niên này nói, nhân viên tuần tra yêu cầu họ ra khỏi bãi biển. Anh ta định lấy bình xịt hơi cay, tuy nhiên đã làm rơi chìa khóa. Mặc cho Kelly gào thét, viên tuần tra này cúi xuống nhặt nó và ngay lập tức bị quái vật bám chặt cánh tay. Kelly liền chỉ cho anh ta thử dùng bình xịt hơi cay để đuổi chúng đi. Mặc dù làm theo lời khuyên, cánh tay của anh ta vẫn bị đứt lìa ra. Viên tuần tra bị mất rất nhiều máu và cuối cùng gục ngã. Kelly tuyệt vọng, chỉ còn biết lấy bình xịt hơi cay ra từ tay viên tuần tra. Anh ta sau đó đã bị quái vật hút xuống dưới lớp cát. Mick ngay lúc này đã nghĩ ra một kế hoạch, đó là mang một đôi dép lào rồi dùng khăn quấn quanh chân và xịt hơi cay để di chuyển trên cát. Nhưng khi đang vươn người lấy chiếc khăn, Mick đã làm gãy lan can và rơi xuống cát. Kết quả là Mick bị hàng trăm xúc tu bám lấy cơ thể, trở thành miếng mồi ngon cho con quái vật. Chứng kiến bạn bè mình lần lượt chết đi, Kelly cố gắng chấn tĩnh bản thân để vượt qua cơn ác mộng này. Cô ấy hạ chiếc lan can xuống rồi quăng về phía Chanda, sau đó dùng hết sức bình sinh nhảy qua chiếc xe.
Trước khi bắt đầu trốn thoát, Kylie đã chửi thẳng mặt vào Chandler vì dám quyến rũ Jonas, bạn trai cô ấy. Sau đó, hai người hợp sức lại giải cứu ngón tay bị kẹt của Ronnie. Họ tận dụng lan can bị gãy trên lán cứu hộ, di chuyển thành công tới được chỗ bàn ăn. Đến lượt của Ronnie, trong lúc cô đang mò mẫm, quái vật trên cát đã kéo chiếc lan can ra xa, khiến Ronnie mất cân bằng và té ngã. Mặc dù Kylie đã kịp xịt hơi cay vào chỗ Ronnie ngã, điều này chỉ mang tính chất câu giờ. Ronnie chưa kịp ngồi dậy đã bị quái vật lôi xuống cát trong tích tắc. Cái chết của Ronnie khiến Chandler vô cùng tuyệt vọng. Cô ấy lấy khăn tắm cuốn chân mình rồi nhanh chóng chạy lại chỗ xe của viên tuần tra. Trong lúc mọi người đang vui mừng, quái vật dưới cát đã đâm thủng chiếc thùng phi. Hóa ra bị mắc kẹt trong thời gian dài, bụng của Gripper đã bị chảy máu, máu chảy xuống dưới đã thu hút quái vật. Nó đâm xuyên qua lớp thùng phi và ngay lập tức hút Gripper xuống dưới. Còn quái vật lại tiếp tục vươn xúc tu tới chỗ Chandler, vỗ mạnh vào chiếc xe tuần tra. Điều này đã khiến Chandler mất thăng bằng và ngã xuống đất ngất xỉu. Khi cô ta tỉnh dậy, màn đêm đã buông xuống, Kylie tuyệt vọng đang ngồi khóc. Để đưa Kylie và Jonas lên ô tô, Chandler đã tìm được một chiếc bè tự bơm hơi trong ô tô và ném xuống đất. Nó bắt đầu phình to ra và trở thành cầu nối giữa chiếc xe và khu vực bàn ăn. Cả hai nhờ vậy đã dìu Jonas lên được chiếc xe. Nhưng khi Kylie chuẩn bị lên xe, xúc tu của quái vật lại xuất hiện và trồi lên khỏi mặt cát. Kylie vội vàng quay ra đuôi xe và lấy được bình xăng buộc sẵn ở đó. Cô ta tưới xăng xuống dưới cát rồi dụ xúc tu của quái vật xuất hiện. Dùng một que diêm, Kylie đã thành công thiêu cháy nó. Quái vật gầm lên một tiếng khủng khiếp. Kylie vội vã trốn vào trong xe. Mặc dù con quái vật giận dữ đã dùng nhiều xúc tu hơn để tấn công chiếc xe, bọn họ vẫn cố thủ bên trong. Sau một hồi tấn công không có kết quả, quái vật dưới cát đã bỏ cuộc. Sáng hôm sau, một thanh niên lướt sóng ở gần đấy phát hiện ra bọn họ. Kylie và Chandler cũng vừa tỉnh giấc. Tuy nhiên, Jonas lúc này đã không còn cử động nữa. Khi bước xuống xe, Kylie và Chandler đã phát hiện con quái vật đã rời đi. Họ cũng dìu nhau ra khỏi bãi biển chết chóc này. Nhưng cả hai không hề biết rằng, quái vật dưới cát đã trở nên khổng lồ. Nó đang bơi về một bãi biển khác đông người hơn. Có lẽ một cuộc tắm máu mới sẽ bắt đầu.